Hello hello, xin chào em trước đẹp cả gà vui vẻ đó. Không biết có anh em mấy anh em nào chắc mà không vô group hay gì á, chắc cũng không biết nay là cái gì vậy. Chị Bo này bự gì vậy, có vực thẳm nữa hay mình cũng không biết nữa, anh em đăng mình mới biết luôn á. Hình như bữa review mình đâu có thấy đâu anh em. À với nữa cũng đi lấy cái tấm ảnh cuối nè ấy, 11,5 triệu lục thức à, khá là ngon ấy. Rồi giờ đi vực thẳm thôi, anh em nói là ải cuối khó lắm đúng không, để mình coi chinh phục được không nha. Không có sinh khí chính xác cả, mấy đợt kia mình đi sinh khí nè, chính xác nè. Ồ, cái đợt gọi đi công nhận siêu tốc luôn anh em ơi, còn đợt này không biết như nào anh em. Ở sao được có sao vậy, một thành viên trong đội hình hả, trời ơi khó dữ vậy, khó quá. Nên mi hắc cần vải chữa mi hắc căng hơn, cân không được nè. Trước mình để ai cân ta, chị Bo cân hết à. Thôi mình chơi chị Bo thử nha. Không biết được không, mới vừa thấy khó rồi đã. Bắn tim bụp win à. Ủa lại thua nữa à, mới vô mà mình thấy vấp cỏ rồi đó anh em. Đây chiến thắng không có sinh khí và chính xác. Ủa hồi nãy mình không sinh khí và chính xác rồi mà. Hơi căng vậy. Thôi bỏ mi hát vô lại. Mi hát nè, skill lụm. Ồ bên kia lại kiểu như cũng hòi à. Ôi nhưng mà cái gì ở bên kia, cái thuyền bắn chót á, ảo diệu vậy. Vãi trưởng. Mà skill cái bên kia hồi sinh lại anh em ơi, ảo quá à. Không biết mà nuôi hát đi có được hay không nữa, chứ mà ở đầu là mình thấy bắt mình phải suy nghĩ rồi đó. Mà thành viên mình để coi ai cân được, chị Bo không được, mi hát cũng không được, không lẽ anh Shiki. Thử anh Shiki coi ok không vậy. Anh Shiki có cái giới hạn sát thương anh em ơi, mà sát thương của lượng của anh ba thì sao không biết, chứ mình nghĩ bên kia không làm được đâu. Anh Shiki cân hết đó, ok luôn rồi, win rồi anh em ơi, quá đã. Trời ơi mới dùng phải bắt anh Shiki cách tim hả. 4 thành viên không dưới 30% máu dây thài, một thành viên thôi, không xài bình bỉ với thông minh nè. À. Này cho mỗi anh mi hát kia thử rồi, múa lửa rồi được không, dễ mà. Siêu một kêu lắm. Dễ anh em, game là dễ rồi sao. Ngôi đen sao nè, ngôi đen sao nè, kết liễu hộ cái nè, kết liễu ơi, giỏi kết liễu đi đói. Sao dễ nào, dễ không, skill tiếp nè, dễ không. Bên kia lại có khiên anh em, có nội tại E4 E5 chứ, E5 xài khiên. Tí đi luôn anh em. Ây da, múa lửa chơi giỡn tí mà căng quá à. Ủa tính ra mi hát cậu xíu HP cũng tính nữa nè, kiểu như có một thành viên thôi dưới thôi chứ không phải là 4 thành viên. Chiến thắng ải trong 15 hiệp có tướng 10 sao hả, này để mi hát vô cho nó dễ anh em ha. Thôi không dễ đâu, giỡn á, đi bỏ đồ hình vô đàng hoàng đi. Múa lửa hoài bi bỏ đại á anh em. Nhưng mình nghĩ chắc đủ đồ hình là vượt qua dễ dàng rồi. Chiến thắng ải có thành viên 3 ấy gì, chỉ còn lại 3 thành viên trong đội hình thì xài 3 thành viên anh em. Nhưng mà xài team spam nữa thì ghét nhất là cái team spam luôn á, ghét lắm á. 3 thành viên là xong rồi nè, nhưng mà spam kỹ năng mẹ thiệt luôn á, mình đúng cày mấy cái mà spam kỹ năng luôn á. Mấy đồ quay gian vô nè, mấy chữ đẹp vô. Nãy chiến thắng 3 thành viên hay minh mẫn hả, ok dễ nè, 3 thành viên minh mẫn nè đó. Này hai hỗ trợ chị Bo vô theo cái kiểu như là phải có chị Bo đâu rồi hình mới được hay sao á ta, mình hay bỏ chị Bo vô thiệt á. Không có bình bỉ và nhanh nhẹn à, bình bỉ và nhanh nhẹn. À cái này mới bình bỉ nè, này sinh khí, nhanh nhẹn không có đúng không, dứt thôi. Dễ luôn. 17 cái gì? Ba chính xác của ba Minh Mẫn hả? Dễ luôn á. Dễ luôn. Game này dễ anh em ơi. Vô. Hai thông minh và hai Minh Mẫn hả? Dễ luôn á. Nói chung là tất cả đều dễ. Ba nhanh nhẹn và ba Minh Mẫn hả? Sao Minh Mẫn hôm nay được mua hay gì á? Nhiều dữ vậy? Biết luôn. Ồ, dùng 4 thành viên thì bỏ 2 ra. Nói chung mà cũng dễ anh em. Ừ, cái hoa này hơi khó nè. Bỏ mày lớn ra đi. Bỏ chị Bo vô, bỏ thì ra bỏ nhìn bây giờ rồi. Mình biết kết quả nên là mình toàn bỏ qua thôi anh em ơi. Có mấy cái pha đầu hơi bị vấp một xíu. Anh Giỏi với anh San hả? Trời dễ dữ à. Ở anh Dỗ này đúng không ta? Anh Dỗ gì vậy? Anh Dỗ Wano hả? Anh San nè. À. 89 tỏi. Ok tiếp. Không có sinh khí và chính xác hả? Sinh khí chính xác. À chính xác đây. Sinh khí. Sinh khí đây. À, bỏ ai vô giờ? Bỏ anh Sabo vào vô chơi ha. Bỏ anh Yimby vô anh em. Có anh Yimby đỡ dùm cái lượt 1 anh em đỡ nhiều. Ủa có một sao vậy? Ủa chính xác mà, anh Yimby chính xác mà, nhầm rồi. Bỏ anh này dắt vô nè. Bỏ nhanh nhẹn vô nè. Ồ 4 kỹ năng hả? 4 kỹ năng thì cứ xài bay đồ ba chị đẹp thôi anh em. Mình thấy xài vậy cho nó lẹ. Bao khống chế hoặc là xài Yimby cũng được. Bao khống chế luôn á, bao hồi luôn á. Đói win rồi. 2 kỹ năng hả? 3 thành viên mà có 2 kỹ năng hả? Đấy là win nữa này, dễ chứ hả? Rồi Ben với Gia Shop vào, bỏ hai chị đẹp ra. Ben đâu? Gia Shop đâu? Đây bỏ mọi đồ của Gia anh thêm anh mới hát vào cho nó có đam chất lượng hơn. Ok tiếp. 4 thành viên thôi thì mình xài 4 thành viên thôi. Cái này spam kỹ năng nữa thì cứ cho ba đồ ba chị đẹp vô. Còn nếu mà khó nữa, cảm thấy khó anh em cho chị Bo với ông thầy Dách vô. Cho ông thầy Dách vô đi. Sợ ông thầy Dách ông cũng có sát thương đó, anh em có thể là lụm được bên kia. Nên là sớm giờ mình toàn là bỏ ba chị đẹp ba đồ của Gian thôi. 4 thành viên nè thì cái này bỏ bớt ra. Nói chung thì cũng dễ. Bên MH vào để mình coi làm cái clip có bao nhiêu rồi. Sớm là 8 phút rồi hả? Không hy sinh quá 4 thành viên, sẽ 4 thành viên. Ok cái Yamato và Uta hả? Dễ dữ vậy. Giờ cứ để đồ hình này thêm vô thôi. Anh em thấy mình đi clip, làm clip đi công nhận dễ không? Trời ơi, cái một kinh nghiệm 10 năm. À không, cái này kinh nghiệm 4 năm anh em, Ngọc Gồng mới gọi là kinh nghiệm 10 năm. 2 thành viên nọ, 2 lần kỹ năng hả? Trời ơi vậy đó ha. Bỏ mi hát ra đi đó, cho chị đẹp vô với mấy đồ vô rồi. Đồ cho khống chế đã rồi xong win. Trời dễ thiệt anh em mà không có bền bỉ với thông minh đúng không? Vậy đây cũng đâu có bền bỉ. À có ông thầy Dách bền bỉ anh em ơi. Vậy rồi. Vậy thì bỏ ông thầy Dách ra, sai mi hát vô. Game là dễ, game là dễ. Đâu mang ải 20 tới đây. À, chiến thắng 205 hiệp. Dễ dữ vậy. Trời ơi cái gì? Oden của Bin Wano. Sao game là dễ anh em ơi. Rubin nè, Oden nè. Dễ chứ ta, game là dễ anh em. Đợt này nhà phát hành thả anh em. Rồi ải 20 anh em kêu là khó dữ chưa? Ủa ải này mà khó hả? Là khó làm sao? 3 sinh khí và 3 Minh Mẫn hả? Mà 5 thành viên mình làm 3 sinh khí và 3 Minh Mẫn trước đi ha. Không biết khó không nha. 3 này 3 thông minh, 3 Minh Mẫn nè. Thêm một mẹ lớn nữa, 3 sinh khí đúng không? Thêm... chắc mình nghĩ không khó đâu. Rồi có 5 thành viên thì mình bỏ ra đi, mình bỏ mẹ lớn ra là xong rồi anh em. Ủa vậy sao anh em kêu khó? Nè đi, cho anh rồi. Ủa, cái này là phá kỷ lục luôn em ơi, 10 phút luôn á. Mặc dù lúc đầu á mình kiểu như chưa tỉnh, mình chưa có thể là ok, nhưng mà mình thấy 10 phút là xong rồi. Ủa vậy là khó đó anh em. Kinh nghiệm 4 năm mà khó cái gì. Không có khó nha anh em. Giờ đi nhận quà đó. Ủa mình tưởng đi lâu lắm, xì bam đồ cả tiếng ha. Nhưng mà nó dễ mà anh em. Mình thấy anh em có chú lượt xinh xịn á. Thay vì anh miếng hát thì anh em sạnh anh gì ta, anh Shiki cũng được. Kiểu vậy. Mình thấy cũng dễ anh em. Không có gì khó đâu. Anh em cố lên ha. Rồi chụp cái ảnh để làm cái ảnh thum cái. Rồi ok. Rồi ok anh em ơi, 10 phút nha anh em. Sao anh em cứ kêu có anh Kagasu cái kiểu rồi đâu ta. Có thấy đâu. Cho anh rồi. Hay bo gì có anh Kagasu đâu. Ủa anh em. Có đâu, hay là vượt thẳm anh em mình với anh em khác vậy. Này là mình thấy sao ta, anh em kêu khó mà cũng thấy nhiều anh em đăng. Có nhiều anh em chắc mình nghĩ cũng chưa biết vượt thẳm này luôn á, nhưng mà đã lỗi thì anh em mình vô kiếm quà này cũng được, không cần nhận quà tổng cũng được. Thì kiếm ít kim cương cũng được. Lần này nghe đâu là đôi tớp căng lắm anh em ơi, đôi tớp sự kiện web, sự kiện tích lũy bip đồ căng lắm này, không biết tình hình như nào ha. Nhận quà thôi. Vậy mà anh em cho anh mình kêu là ải 20 khó có con Kagasu. Trật nhận ghe không có gì khó hết. Mấy cái ải spam kỹ năng á, thì anh em bỏ mấy vị tướng hỗ trợ vô thôi, bỏ đồ Kujan vô thôi. Nếu mình thiếu đam nữa bỏ ông thầy Dách hoặc vị tướng nào khác có đam vô. Nhiều vị tướng hỗ trợ cũng có đam mà anh em, kiểu như quýnh lâu quýnh khoảng 10 hiệp 11, 12 hiệp gì đó, nói chung trong vòng 15 hiệp là win là được rồi, hoàn thành vào kỹ năng luôn là được rồi. Bây giờ có chị đẹp hồi trăm nộ anh em làm sao mà hoàn thành là được. Ở đợt này tính ra cũng khá là dễ anh em ơi, thôi đợi anh Kagasu lên E5 rồi review đi. Mấy nay còn mấy cái mình chưa test, mình chưa làm nữa để mình làm anh em ạ. Đấy. Cố gắng chăm chỉ ngày ra một video anh em cùng xem ha. Mặc dù thì chưa có lại đề xuất nhưng anh em ủng hộ là vui rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hôm nay xin phép với anh em mình sẽ làm clip tới đây thôi. Cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ rất nhiều ha. Sẽ chạy đây phẹt ra vào những clip tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào anh em.